chốt khóa cửa Gion là cho con Matiz sở bác nhá. Đấy, loại này nó rất phù hợp cho lắp những cái loại xe cũ cũ này. Ra có các điều khiển này ấy, lắp vào thì nó tiện. Tiện chỗ ví dụ mình đứng trong nhà mà trời nó mưa, bấm cửa sạch phát là phi ra thôi, chứ không phải cái kiểu gọi là móc móc người, cắm chìa khóa vào đây ướt hết người. Tiện lắm. Đây review luôn cho anh em lắp cái bộ khóa cửa này. Tiện lợi. Để cái bộ Gion này. Dây gì nhiều dây lại chịu. Dạ, dây này cho nó đi ở hết đi. Cái bộ đấy nó khác. Quan trọng là dây nào là dây chuột. Bộ đấy nó dạng đấu nó khác bộ này. Đi thì đấu với bộ người. Đấu với cái bộ Gion như này. Con này tiện lợi nhất. Cái nào là dây chuột. Về vậy nó sẽ mất cái cảnh báo của chú. Chết tao có lỗi tôi.